lại thêm những nhiệm vụ mới dành cho hai cặp cha con, lại thêm những trải nghiệm đầy thú vị, thêm những khoảnh khắc khiến bà Nguyễn Hải Phòng, con trai Tường Minh và bà Vũ Minh Tâm, con trai Gia Khang gần nhau hơn, dần dần hiểu nhau hơn. Chúc cả hai cặp cha con sẽ có thêm những khoảnh khắc bất ngờ, khó quên trong chặng cuối của hành trình cha con hợp sức nha! Trong 5 phút, cha và con hãy tìm mua một cuốn truyện tranh dựa vào gợi ý của chương trình. Mua đúng và đáp được một huy hiệu. Hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian sớm hơn, được thưởng một huy hiệu. Giờ mình đi mua cuốn truyện mà có cái hình này ha. Dạ. Yeah. Đây là cô gái đang làm gì? Đang ăn. Làm bánh đúng không? Dạ. Yeah. Một cuốn truyện này, bánh chưng, bánh dày. Đây cái bánh gì? Bánh chưng. À, bánh dày. Mình đi tìm cuốn sách bánh chưng bánh dày. Rồi mình đi tìm cuốn sách đó ha. Dạ. Sách cổ tích ở đâu? Để con tìm. Có cái hình đó không? Này giống không? Không giống, không phải. Này. Không giống. Không giống luôn. Vậy đâu ta? Ba thấy cái này giống giống nè con ơi. Đó. Giống giống cái này. Giống giống nhìn mà nó khác. Giống không nè, nhìn lại nè. Đúng giờ giống không? Giống không? Không giống. Chân bánh dày nè. Đúng không? Ừ. Đúng chưa? Rồi có cô, có ông nè. Đúng chưa? Đúng không? Giống không? Sự tích bánh, chân bánh dày. Đúng, con đọc chính xác rồi. Thì mình tìm cuốn này nha. Mình lấy cuốn này, rồi. Đúng rồi đó bạn. Ủa, cái này giống không? Giống nhờ. Thôi coi đâu, coi so lại coi. So lại coi. Cô này đang làm gì? Bánh bánh chưng này đúng không? Bánh này. Bánh là bánh gì? Bánh trắng. Bánh trắng là bánh dày. Đúng rồi, vậy là chắc là của này đúng rồi. Đúng rồi. Còn chắc không? Ok, vậy mình ra tính tiền nha. Ủa, mình chưa trả tiền. Chưa thanh toán tiền. Chị Trương có tìm được không? Đi. Ồ, giống luôn rồi. Với vài chi tiết trùng khớp như cô gái đang gói bánh chưng, một chú bé đứng nhìn, liệu quyển truyện tranh của hai cặp cha con đã chọn có chính xác không? Quyển sách mà hai ba đã chọn mua là quyển sách gì ạ? Bánh chưng, bánh dày. Bánh chưng và bánh dày. Cùng đưa ra quyết định nhanh chóng, cả hai cặp cha con mang về cho mình thêm một huy hiệu. Riêng bà Nguyễn Hải Phong và con trai Tường Minh nhanh chân hơn, về sớm hơn nên được tặng thêm một huy hiệu nữa. Rồi, tới giờ kể chuyện. Lâu rồi bố không có kể chuyện cho con nghe đúng không? Đúng rồi. Vậy hôm nay mình kể lại ha. Dạ. Nhiệm vụ bà kể con nghe. Trong 10 phút, bà hãy đọc và giúp con ghi nhớ câu chuyện sự tích bánh chưng bánh dày. Sau đó, hai con sẽ trả lời 10 câu hỏi về nội dung trong chuyện. Ai trả lời đúng 3 câu trở lên được một huy hiệu. Ai trả lời đúng nhiều hơn được thêm một huy hiệu. Chuyện bánh chưng và bánh dày. Bánh chưng là bánh màu xanh, còn bánh dày là bánh màu trắng. Ngày xưa ở nước ta, vua Hùng thứ 6 có một người con trai tên là Lang Liêu. Các hoàng tử khác đều văn hay võ giỏi nhưng lại không thích lao động chân tay. Chỉ riêng có Lang Liêu là chăm chỉ. Lang Liêu có dữ không? Không, Lang Liêu hiền lắm. Chú này là chú Lang Liêu. Chú hiền hay chú dữ? Hiền. Đúng rồi, chú giỏi không? Một ngày cuối năm, vua Hùng cho đông đủ các con đến và bảo: ngày hội đầu năm, ai tìm được của ngon vật lạ nhất đem đến để tế trời đất thì ta sẽ nhường ngôi cho. Chú này lên rừng tìm các con vật, chú này đi xuống nước tìm các con cá mang về cho vua. Nhưng mà Lang Liêu buồn quá, Lang Liêu nói bây giờ mình không biết tìm cái gì hết. Một hôm, Lang Liêu nằm mộng thấy có vị thần bảo: này con, trong trời đất không gì quý bằng hạt gạo. Con hãy lấy gạo nếp làm bánh hình tròn và hình vuông để tượng trưng hình trời và đất. Nhân đặt bên trong bánh, lá gói bên ngoài để tượng trưng cha mẹ sinh thành. Ông vua chỉ bánh màu xanh. Ô, bánh này bánh gì vậy? Cái Lang Liêu nói là bánh chưng. Rồi cái vua hỏi tiếp: Lang Liêu ơi, bánh hình tròn màu trắng này là bánh gì? Bánh Lang Liêu nói là bánh dày. Ai cũng khen bánh ngon và có ý nghĩa. Và vua Hùng thứ 6
Vua Hùng thứ 6 truyền ngôi cho Lang Liêu. Ngài đặt tên cho bánh mang hình trời là bánh dày, và bánh mang hình đất là bánh chưng. Con đã nhớ chưa? Cái này hình màu xanh giống cái bánh chưng quá ha. Cái bánh chưng có màu gì? Màu xanh lá cây. Và hình gì? Còn bánh dày có hình gì? Hình tròn. Và màu? Hái lá nữa. Hái lá nữa, đúng rồi. Như là mình đi hái lá mang về cho bố, để mình phụ bố nấu ăn. Xong rồi trời mưa, con thấy trời mưa ồn ào á. Vua cho ngôi vua cho ai nào? Cho Lang Liêu đúng không? À vậy mình làm hai cái bánh đi. Một cái bánh hình gì? Tròn. Và một cái bánh hình? Hình vuông. Con hãy cho biết bánh chưng có hình gì? Cái bánh chưng có màu gì? Màu xanh lá cây. Và hình gì? Bạn thứ nhất mang bánh hình vuông màu xanh là bánh gì? Bánh chưng. Hình vuông. Con phải giơ cờ để mới trả lời được. Con hãy cho biết bánh dày có hình gì? Gia Khang đã nhanh hơn một nhịp rồi. Xin mời vuông. Bánh dày có hình vuông. Sai rồi. Dạ, bánh dày có hình tròn. Ồ, bánh dày hình tròn mới đúng. Dạ, con thua rồi. Chiếc bánh dày tượng trưng cho cái gì? Dạ, bầu trời. Dạ, bầu trời. Có màu gì? Bánh dày có màu gì ta? Màu trắng. Đúng rồi, bánh dày có màu trắng. Sau 4 câu đầu tiên, Tường Minh đã rất nhanh tay, nhớ tốt và trả lời chính xác cả 4 câu hỏi. Còn Gia Khang có vẻ đã không còn hào hứng nữa, cho nên... Bạn Sĩ Chu có đồng ý để ba Phong cùng một đội hỗ trợ cho bạn Vương không? Con một mình nha, ba qua đội màu đỏ nha. Để hỗ trợ cho bạn Vương nhá. Ô, bác Phong qua đội của con luôn. À, bánh chưng thì tượng trưng cho cái gì? Xin mời Vương. Bánh chưng là tượng trưng cho gì? Bánh hình vuông. Ừ, bánh hình vuông. Nhưng mà nó giống cái gì? Là hình đất. À, mặt đất, đúng rồi. Đúng rồi, con nhớ nha. Bánh chưng thì có màu gì? Xin mời Vương. Màu xanh. Đúng rồi, màu xanh. Câu thứ 7, bánh chưng bánh dày được làm từ gì? Xin mời Vương. Con có biết không? Biết. Lúa gì? Gia Khang biết nhưng quên mất rồi. Không biết rồi. Tường Minh có nhớ không đây? Đúng rồi. Câu hỏi thứ 8, Đức Vua quyết định trao ngôi vua cho ai? Xin mời Vương. Vua cho ai làm vua? Bé Lang Liên. Lang Liên á? Lang Liên. Lang Liêu đúng không? Chú này tên là Lang Liêu. Đúng không? Phải Lang Liêu không? Đúng rồi hả? Bút quên. Lang Liêu gặp vị thần ở đâu? Lang Liêu đã gặp vị thần ở trong mơ là câu trả lời chính xác. Có lẽ câu hỏi này... Có nghe. Mình gợi ý cho Bun nha. Bác chịu luôn. Bác chịu luôn. Nghe câu trả lời nào Bun. Được gọi là gì? Xin mời Sì Chu trả lời. Hàng cửu. Chính xác, Sì Chu, Sì Chu. Yeah. Con nghe Sì Chu trả lời là gì chưa? Dù một mình, nhưng Tường Minh đã xuất sắc trả lời đúng 7 câu hỏi, nên có thêm cho mình 2 huy hiệu. Gia Khang cố lên nha. Trong 20 phút, với những vật dụng do chương trình cung cấp gồm mặt nạ, tóc giả, áo choàng, bút màu, bong bóng, ống bơm, hai cha con hãy tự bơm và trang trí bong bóng, mặc đồ cải trang cho thu hút hành khách trên phố đi bộ để bán bong bóng. Số tiền bán được sẽ dùng cho mục đích thiện nguyện, không lấy lý do tham gia chương trình để gây quỹ, không tiết lộ danh tính. Trong thời gian quy định, nếu bán được từ 150.000 đồng đến 200.000 đồng thì sẽ được một huy hiệu. Bán trên 200.000 đồng sẽ được 2 huy hiệu. Đội bán nhiều tiền hơn sẽ được thêm 1 huy hiệu. Đồ của ba nè. Đồ đó là đồ của ba. Ồ, đồ này của ba của con. Cờ của ba. Siêu Nhân nha. Dạ. Siêu Nhân đi bán bong bóng. Siêu Nhân đừng khóc nghè nha. Dạ. Mặc quần Siêu Nhân nha. Con thích không? Đấy, vậy nha. Đấy, vậy là đẹp á.
con thích đúng không? Cột bong bóng nữa. Bơm tới bao giờ mới xong đây? Sẵn sàng. Mình phải đi bán bong bóng á con biết không? Bây giờ mình phải bơm bong bóng mới bán được. À đúng rồi, giờ mình vẽ hình lên cái bong bóng nha. Không muốn vẽ mặt cười hay mặt khóc? Mặt cười. Cười nha. Yeah. Cái này được chưa? Được rồi. Trời ơi, to quá. À, để bắt cột lại đã. Rồi, được một cái. Phổ bố đó, đúng rồi. Ok, mạnh lên. Mình được 2 bong bóng rồi. Bong bóng cũng làm hiệp sĩ bà Nguyễn Hải Phòng giật mình sao? Mặt buồn. Mặt cười mà. Thấy nó buồn thì. Thế hả? Chút nữa mình cho nó cười lên nha. Với Gia Khang, cười là phải hở 10 cái răng ba minh tâm ơi. Con cầm thêm một cái nữa đi. Thả ra đây, có gì cho con cầm. Sao? Hai vòng. Ok. Bây giờ ba làm xong rồi con chỉ việc giúp ba đi bán thôi nha. Một cái bong bóng là con bán cho ba, giúp ba là 10.000 nha. Khó cột đó nha. Ba đang tìm cách làm sao cột cho nó nhanh đây nè. Để con vẽ cho. Đó, mấy cái người đó kìa. Con bán 10.000 nhé không? Được không con? Rồi, con tự đi bán đi. Đi con. Bong bóng bay mất kìa. Rồi, ba vừa giận mà. Con đừng làm nó bay mất nha. Con đi gặp mấy cái cô, mấy cái người đi qua đây nè. Đó, cô đằng kia kìa con, đằng kia kìa con. Mua giùm con cái này. Mua hả? Bà có tiền. Cái này phải có tiền lận đó nha. Hả? Bao nhiêu tiền? 10.000 hả? Yeah, con bán được cái đầu tiên. Yeah. Đi bán bóng đi. Đây. À, cô này bà sẽ cho nó bán rồi. Cô có muốn mua thêm không? Thôi, mua một cái thôi. À, thôi mình đi bán người khác nha. Đi, cô này. Cô mua bong bóng. Cô mua bong bóng giùm con đi. Con cần cô mua một cái bong bóng. Hay mình tìm chú đi. Tìm chú nha, ok. Chú ơi, chú mua giúp cho con một trái bong bóng đi. Chỉ 10.000 thôi, 10.000 chú ơi. Cô hay chú đều không thích bong bóng rồi. À, chắc là mình phải dùng cách khác luôn nha. Nhanh lên, bán mấy người kia kìa. 10.000 đồng nha. Cô mua giùm con. Bất cần một chút mà bóng đã bay đi. Không, bóng bể mất rồi. Không sao. Bị bể hả? Không sao đâu, đừng có buồn, không sao cả. Cô ơi, cô mua bong bóng giùm con. Cô muốn bóng màu gì? Lấy cái màu hồng đi. Màu hồng nha, rồi. Cô. Yeah, thành công rồi. Bán được một trái bong bóng. Yeah, cảm ơn cô. Nhưng mà cái này khó quá. Lâu quá vậy. Ngồi lên. Cái cô kia có bong bóng. Cái cô đó hả? Không phải bong bóng, cái đó là cái mũ. Đó là cái mũ. Cô muốn mua bong bóng mùi gì? Thêm một cái đi. Ok. Thêm một cái nữa là 2 cái. À, 2 cái luôn. Đừng có làm mất bong bóng này nha con. Dạ. Con. Có dùng con hả? Con bán làm sao? Bán để mà. Hả? Cô nói là bán gì người gì mà khó khăn á. Bán gì mà khó khăn? Gì khó khăn? Người nào mà vậy, người nào mà làm khó khăn á. Người nào làm khó khăn. À, con giúp bạn khó khăn. Dạ, giúp bạn khó khăn. Khó khăn thì con bán làm sao? 10.000. À, bán 10.000 rồi nhá hả? 10.000. Mày lấy tiền. Con lấy tiền nha. Đến rồi con trả lại cho cô á. À, dư thì con trả lại hả? Nè ba, con cần cô chú lấy bong bóng. À, để con có tiền con giúp đỡ cho các bạn nghèo. Con nói sao? Cảm ơn chú. Rồi con cầm con đưa cho chú đi.
Rồi. Ao ao. Con muốn bơm thêm bong bóng không? Dạ, đi kìa. Đi tìm thêm bong bóng nha. Con biết mình để bong bóng ở đâu không? Tìm chỉ cho chú kia kìa. Đúng rồi. Xa lắm. Xa lắm hả? Siêu nhân có bay được không? Không. Hay là cần bố bé? Siêu nhân bay được mà. Chạy bay lên, bay 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 bay. Ồ, nó to vậy hả? Trâm bán giỏi quá. Con đi tìm chỗ nào có đông người á. Con không thấy chỗ nào có đông người hết á bà. Đây đây đây. Mua giùm con đi. Mua giùm con đi. Con không muốn mua. Trời ơi. À buôn 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 buôn. Kể lại nói đi. Con không mua bong bóng cho con. Không chơi bong bóng. Không có. Cô không mua hả? Con phải nói thêm nữa, nói nhiều lên. Nói nhiều lên. Tìm người khác nha, mình nói to lên, nói nhiều lên nha. Đi theo đi con, kìa. Cái bong bóng nó cứ bay không à? Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, hai cô kìa, chạy tới đi con. Cô mua con. Thôi con, cô cảm ơn con. Con ở đây làm gì á? Đang chụp hình hả? Không phải, con tặng cho cô để người nào mà khó khăn á. Ờ, ai vậy hả? Tặng cho cô để cho người khó khăn hả con? Vậy ừ. Con, cô cảm ơn con nha. Tiền lận. À, tiền lận hả? Thôi vậy cô trả con. Con không có mang theo tiền. Ôi sao con lại cho chú? Lấy cái này để mà người nào mà khó khăn á. Ờ, à, cái người nào mà khó khăn thì sao? Cho họ hả? Thì cho họ. Cho họ, cho những người khó khăn đúng không? Con bán 10 ngàn một cái á chú. 10 ngàn một cái. Dạ, dạ, cảm ơn chú. Yeah, con vừa bán được thêm một cái nữa, chúc mừng. Con chạy theo con nói cô đi, con cần gì? Con cần gì? Con bóng. À, bóng đẹp quá, con cần con chơi chú. Con nói sao? Con thèm rồi. Mà con nói sao? Cô ơi, cô mua giùm con một trái bong bóng. Con phải nói như vậy cô mới nghe ha. Được không? Thôi giờ mình mệt quá. Mệt. Mệt cũng phải. Khi giữa khí trời oi bức, hai con vừa mặc đồ hóa trang, vừa phải chạy tìm người mua, vừa phải suy nghĩ nói sao để có người mua. Nhưng với niềm vui bán bong bóng để giúp người, cả hai siêu anh hùng nhí vẫn tiếp tục công việc của mình. Con nói sao? Cần cô lấy bong bóng. Cô có đồng ý không? Cô đồng ý rồi thì mình nói sao? Mười tiền. À, 10 tiền. Hình đó con vẽ. À, con vẽ. Cảm ơn cô. Rồi, cảm ơn hai cô nhiều. Yeah. Ngay khi bán bong bóng, Gia Khang liền chăm chú vẽ cho quả bóng tiếp theo. Vì trước đó hình đó con vẽ. À, con vẽ. Đâu, bong bóng có vẽ không? Dạ. Bong bóng có vẽ không? Bong bóng này chưa có vẽ. Không biết có bán được không nhưng mà rất là chăm chú vào cái bong bóng. Nó le lưỡi ra. À, nó le lưỡi ra. Tiếp theo con đi bán thêm hai cái nữa. Nhưng con muốn cầm một cái thôi. Cái này, này, các cô bên này nè, nhanh lên. Nhanh lên con, nhanh lên con, nhanh lên con. Cô ơi, mua giùm con. Dạ. Mua giùm con hả? Có tiền. Bao nhiêu tiền? 10 ngàn. Con lấy bong bóng để tặng cho mấy bạn khó khăn. Cô mua giùm con. Con nhớ cảm ơn cô nha con. Con cảm ơn cô. Nhớ cảm ơn cô nha con. Rồi lại đây ba thối tiền. Em lại cho cô. Cảm ơn cô. Con cảm ơn cô. Rồi cảm ơn con. Con mua giùm con bong bóng. À, cũng cho. Cô nói sao? Thèm. À, cô nói không thèm luôn á hả? Con cầm ở đây được không? Cầm ở dưới đây nè. Con tìm người khác đi. Con nói là cô ơi, cô mua giùm con bong bóng đi, hình con tự vẽ nè, đẹp chưa? Thôi cô mua giùm con. Con bán bao nhiêu tiền? 10. Con mười. Con cảm ơn chú. Bye bye con. Good. Thank you. Con mệt quá. Con mệt hả? Con cố lên được không? Con chú mua bong bóng. Chú mua bong bóng cái này hình con vẽ. Hình con vẽ chứ con bóng. Mua ở đâu?
ha, thu lại tiền lại cho chú nha. Chú. Thu tiền lại cho chú. À, vậy cảm ơn chú nhiều. Con chỉ trên con con vẽ nè. Một cái mắt, hai cái mắt mũi, cái miệng, cái lè lưỡi ha. Con tên gì? Con tên gì? Con tên là Buôn. Con mấy tuổi? Buôn mấy tuổi rồi? Con 4 tuổi. À, con cảm ơn chú nhiều. Có chừng bay nha. Ủa, sao có dây? À, có dây để ba cột cho. Cố gắng bán được một cái nữa nha con. Mình được khá nhiều rồi đó. Ôi, con. Con bán cái này bao nhiêu? Dạ, 10. 10 ngàn hả? Con bán để làm gì? Dạ, con bán để mấy bạn nào khó khăn á. Ồ, con giúp mấy bạn nghèo hả? Đây, cảm ơn con. Em mua 3 cái được không? 3 cái nha. Oh yeah. Cảm ơn chị rất là tốt. Con vẽ hình em bé để tặng cô nha. Con mấy tuổi? 4 tuổi. Ồ. Thật là dễ thương nha. Cười to nha. Cười to nha. Wow, ok. Cảm ơn cô rất là nhiều ạ. Cảm ơn con nha. Bye bye. Cô. Chỉ còn vài giây nhưng bé Tường Minh vẫn ngược xuôi để bán cho bằng được một cái bong bóng. Nhưng dường như may mắn không mỉm cười với người nhận Tường Minh rồi. Vì hết giờ rồi ba. Con đã cố gắng hết sức đúng không? Hết giờ rồi. Cô Ba Phong bán được là ba bán được 8 cái bong bóng. 80.000. Con đếm thử đi. 1 2 3 4 5 6 nhiều lắm. 70.000. Yeah. Trong 20 phút quy định, cả hai cặp cha con đều không bán được đủ số bong bóng để đạt mức 150.000 đồng mà chương trình đã đề ra. Vì vậy không bên nào có thêm huy hiệu. Nhưng với tinh thần không bỏ cuộc nên mỗi cặp cha con xứng đáng nhận thêm cho mình mỗi nhà một huy hiệu. Riêng bà Nguyễn Hải Phong và con trai Tường Minh bán được số bong bóng nhiều hơn nên được tặng thêm một huy hiệu nữa. Yeah! 150.000 đồng không phải là số tiền lớn, nhưng với tấm lòng của mình, cả hai cặp cha con trong hành trình này sẽ đóng góp phần nhỏ này cho quán cơm xã hội Nụ Cười 6 ở số 428 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một chương trình rất là vui, rất là bổ ích, rất là nhiều cái trải nghiệm hay trong cuộc sống mà đôi khi mình không có gặp hoặc là có gặp phải nhưng mà mình thờ ơ, mình để nó lướt qua. Xin gửi lời chúc và lời nhắn nhủ đến những cặp sau khi tham gia thì cứ thoải mái, hết mình để mình trải nghiệm, đừng có lo lắng gì cả. Vì có vấp thì mình sẽ học ra được nhiều bài học mới. Chúc cho các bạn tiếp theo tham gia chương trình này sẽ có những cái trải nghiệm thú vị hơn thế này nữa. Chỉ 2 ngày thôi, trải qua 9-10 thử thách và hai cha con là có một cái sự gắn kết tình cảm rất là nhiều, cũng như là hai gia đình gắn bó rất là nhiều. Xin cảm ơn bà Nguyễn Hải Phong, con trai Tường Minh, cùng bà Vũ Minh Tâm, con trai Gia Khang đã mang đến cho những người thực hiện chương trình những khoảnh khắc bình yên, để cuối cùng nhận ra rằng tình yêu gia đình được bắt nguồn và giữ gìn bởi những điều giản đơn. Mai đây con mạnh mẽ hơn nhiều, mai đây con chờ che cho biết bao điều, ba ước mơ thật nhiều, ba khát khao thật nhiều, ba yêu con biết bao nhiêu. Hai ca sĩ Khánh Đơn, Khánh Trung cùng hai con trai Đồng Đồng, Quang Huy sẽ là những thành viên mới trong hành trình cha con hợp sức tại Bà Rịa, Vũng Tàu. Một hành trình đầy nắng gió, một hành trình mới đầy bất ngờ, một hành trình vô vàn những khám phá thú vị. Đừng bỏ lỡ hành trình đầy bất ngờ của cha con hợp sức, phiên bản đặc biệt được phát sóng vào thứ Bảy tuần sau, lúc 16:30 trên HTV7. Xin chào và hẹn gặp lại!